sẽ cố riêng mình, hạnh phúc sẽ đó cùng nhau chúng ta tìm. Giúp Leo nhé và bạn bè của anh ấy sẽ cùng nhau đợi của chúng ta đây. Leo kìa, bạn có thấy không? Bánh cản xe, động cơ và khung xe đến với bánh lời mang lại cho chúng tôi. Leo, Leo, xe tải nhỏ Leo. Đây là Leo. Cậu ấy đang chở cây thông Noel. Đây rồi. Đặt gần căn nhà nào. Robot đỏ đang nặn người tuyết. Gần xong rồi. Scoop đến cửa tiệm Lipsty. Cậu ấy dùng gầu xúc mang quà Giáng sinh đến. Chào Lipsty. Cậu sẵn sàng chưa? Hả? Xe nâng hàng Lipsty có các quả bóng nhiều màu trong các hộp đa sắc màu. Cậu ấy sẽ đem chúng đến cho Leo để trang trí cây. Đóng hộp lại. Có nhiều hộp quá. Lái xe cẩn thận nhé, Lipsty. À, cái gì thế? Robot đỏ nặn cái đầu người tuyết, buồn cười quá. Quả cầu tuyết phải tròn và mềm mịn. Ồ, các robot, đừng cãi lộn chứ. Cậu làm gì thế? Sao cậu đi như thế được? Robot tím chả thấy gì. Dừng lại. Dừng. Ôi, robot va vào Lipsty. Hộp văng tứ tung. Bóng cũng bị lẫn hết vào nhau. Robot, cậu giúp chúng tớ gom lại chứ. Leo đến giải cứu đây. Robot đỏ nữa. Cùng hợp sức lại, ta sẽ nhanh chóng gom được hết thôi. Không, robot, phải xếp bóng theo màu. Bóng vàng nằm trong hộp vàng. Bóng đỏ, màu đỏ. Như thế này. Xong. Cậu đi trang trí cây thông Noel được rồi. Lipsty, Leo sẽ giúp cậu mang các hộp đi. Cùng đặt quà dưới cây thông Noel nào. Giờ ta cùng mở các hộp đựng bóng thôi. Các quả bóng đã được treo trên cây thông Noel. Trông đẹp quá. Giờ treo dây đèn lên. Và đặt ngôi sao lên trên đỉnh cây.
hoan hô. Mừng Giáng sinh và chúc mừng năm mới. Các robot, mở quà các cậu ra đi. Giờ hai cậu đã có mũ Noel xinh đẹp rồi. Hãy nhìn, tuyết rơi kìa. Và pháo hoa đã bắn. Mừng ngày nghỉ lễ.